Chúng ta tiếp tục đi giải bài tập của bài số 5, tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, phương pháp giản đồ Freenem. Thì đầu tiên ta cũng đi tóm tắt các cái kiến thức của bài này mà chúng ta cần phải nhớ được. Kiến thức thứ nhất của bài mà chúng ta cần phải nhớ được đó là ta có mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vector quay. Vector này có gốc tại gốc tọa độ của trục OX, có độ dài bằng biên độ A và hợp với OX một góc bằng pha ban đầu phi. Đấy, thì cái kiến thức thứ nhất chúng ta cần phải nắm là như vậy. Đây, thầy có thể nói thêm cho chúng ta đó là dao động điều hòa thì X của chúng ta là bằng A cos của omega T cộng phi. Và dao động này chúng ta có thể biểu diễn nó bằng một vector quay. Thì để biểu diễn nó bằng vector quay, đầu tiên chúng ta phải vẽ trục OX. Tiên là vẽ trục OX. Thì cái vector này có gốc tại O. Gốc tại O này. Đấy chưa? Thứ hai là có độ dài bằng biên độ A. Đây ta vẽ một vector. Thì gọi là vector OM. Độ dài của nó chính là bằng biên độ A. Và nó hợp với trục OX một góc bằng pha ban đầu phi. Đấy. Chúng ta có một dao động điều hòa X bằng A cos omega T cộng phi có thể được biểu diễn bằng cái vector OM như thế này. Tiếp tục đến cái kiến thức thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được đó là phương pháp giản đồ Freenem. Thì lần lượt ta vẽ hai vector biểu diễn hai phương trình dao động thành phần, sau đó vẽ vector tổng của hai vector trên. Thì vector tổng là vector quay biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp. Thì đối với cái phương pháp Freenem để đi tổng hợp hai dao động điều hòa thì chúng ta có này. Bây giờ mục đích của chúng ta là đang cần tìm cái phương trình dao động tổng hợp là x bằng x1 cộng x2, đúng không? Với x1 chính là bằng a1 cos của omega t cộng phi 1, còn x2 thì bằng a2 cos của omega t cộng phi 2. Thì bây giờ để tìm cái dao động tổng hợp này, chúng ta sẽ biểu diễn cái x1 x2 bằng hai cái vector quay. Đấy. Thì chúng ta biểu diễn theo như cái kiến thức đầu tiên mà chúng ta vừa mới học xong, đúng không? Đầu tiên chúng ta biểu diễn cái vector cái phương trình x1 bằng vector OM1. Đây là OM1 này. Thì chúng ta có nó sẽ có độ dài là bằng A1 pha ban đầu là phi 1, tức là nó hợp với trục OX này một góc là phi 1. Tiếp tục chúng ta sẽ biểu diễn cái này. X2 thì bằng OM2. Chưa? OM2 này cũng sẽ có độ dài bằng A2 và nó sẽ hợp với trục OX một góc là phi 2. Thì lúc này cái x này chính là cái vector tổng hợp của OM1 và OM2. Thì để vẽ vector tổng hợp thì chúng ta sẽ sử dụng quy tắc hình bình hành. Đúng không? Thì chúng ta sẽ vẽ đây chính là vector OM. Chưa? OM này chính là biểu diễn của cái phương trình x này, nó sẽ có độ dài bằng a và nó hợp với trục OX của chúng ta một góc là phi. Đấy, về cái kiến thức thứ hai các bạn phải nắm được là như vậy. Tiếp tục là kiến thức thứ ba là công thức tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp. Thì biên độ của dao động tổng hợp sẽ được tính theo công thức là A bình phương bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2A1 A2 cos phi 2 trừ phi 1. Thì trong công thức này thì chúng ta biết A này là biên độ của dao động tổng hợp, A1 là biên độ của dao động thứ nhất, A2 là biên độ dao động thứ hai, phi 2 là pha ban đầu của dao động thứ hai, còn phi 1 là pha ban đầu của dao động thứ nhất. Công thức thứ hai là giúp chúng ta đi tìm pha ban đầu của dao động tổng hợp thì tan phi thì bằng A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2 chia A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Đấy, đó là toàn bộ kiến thức của bài này mà chúng ta cần phải nắm được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vận dụng nó để giải các bài tập của bài này. Chúng ta bắt đầu với bài tập số 4. Chọn đáp án đúng. Hai dao động là ngược pha khi. Thì chúng ta biết rằng hai dao động sẽ là ngược pha nhau khi hiệu số pha của nó hay độ lệch pha của nó là phi 2 trừ phi 1 sẽ bằng một số lẻ lần của pi. Ra xem này, đáp án A phi 2 trừ phi 1 bằng 2 n pi, không đúng. B phi 2 trừ phi 1 bằng n pi, không đúng.
C. Phi 2 trừ phi 1 bằng n trừ 1 pi. Không đúng, đáp án D. Phi 2 trừ phi 1 bằng 2n trừ 1 pi. Vậy đối với câu số 4 này thì đáp án chính là đáp án D. Thì phi 2 trừ phi 1 phải bằng một số lẻ lần, nhớ nhé, số lẻ lần của pi. Tiếp tục đến câu số 5. Xét một vector quay OM có những đặc điểm sau: có độ lớn bằng hai đơn vị chiều dài, quay quanh ô với tốc độ góc là 1 radian trên giây, và tại thời điểm t bằng 0, vector OM hợp với trục OX một góc là 30 độ. Hỏi vector quay OM biểu diễn phương trình dao động nào sau đây? Thì đối với câu số 5 này thì chúng ta phải nhớ lại cái kiến thức mà chúng ta vừa học xong, đó là một dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vector quay, đúng không? Và vector quay này thứ nhất là có biên độ A thì chính là bằng độ dài của nó. Mà người ta có nói là độ lớn của vector này, độ dài của vector này bằng mấy đơn vị? Bằng hai đơn vị, cho nên chúng ta đã suy ra được A bằng 2. Quay quanh ô với tốc độ góc là 1 radian trên giây thì chúng ta sẽ suy ra omega này bằng 1, đúng không? Radian trên giây. Và tại thời điểm t bằng 0 thì nó hợp với trục OX một góc 30 độ, cho nên chúng ta suy ra phi bằng 30 độ. Và chúng ta đổi ra radian thì nó chính là bằng pi trên 6. Vậy giả đến phương trình của câu số 5 này sẽ có dạng là x sẽ bằng 2 cos của pi t mà cộng với pi trên 6. Nên câu số 5 chúng ta sẽ có đáp án chính là đáp án B. Ta tiếp tục với câu số 6. Câu số 6 này: cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số góc omega bằng 5 pi radian trên giây với các biên độ A1 bằng căn 3 chia 2, A2 bằng căn 3 và các pha ban đầu phi 1 bằng pi trên 2, phi 2 bằng 5 pi trên 6. Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên. Thì để giải câu số 6 này chúng ta áp dụng cái công thức mà chúng ta đã học xong, đúng không? Đó là thứ nhất là ta có biên độ A bình phương này sẽ bằng A1 bình cộng A2 bình rồi cộng với 2A1, đúng không? A2 nhân với cos của phi 2 trừ phi 1. Và từ đây thì chúng ta suy ra A sẽ bằng căn của cái này, đúng không? A1 bình cộng A2 bình cộng 2A1 A2 nhân với cos phi 2 trừ phi 1. Bây giờ ta thay số vào, nó chính là bằng căn của A1, người ta cho chúng ta là căn 3 chia 2 tất cả bình phương. A2 là bằng căn 3 bình phương rồi cộng với 2 nhân với A1 A2 là căn 3 chia 2 rồi nhân với căn 3, đúng không? Rồi nhân với cos ở đây người ta cho phi 2 của chúng ta là 5 pi trên 6, phi 1 là pi trên 2 thì là 5 pi trên 6 trừ pi trên 2. Và bây giờ chúng ta bấm máy tính, chúng ta sẽ thu được A của chúng ta là gần bằng 2,3 đơn vị là centi. Thứ nhất, ta thu được A gần bằng 2,3. Tiếp theo, để tìm pha ban đầu, ta sử dụng công thức tang phi. Tang phi thì sẽ bằng A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2 chia cho có A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Và ta thay số vào thì A1 của chúng ta là bằng căn 3 chia 2 này, sin phi 1 của chúng ta là pi trên 2 cộng với A2 là bằng căn 3 sin phi 2, phi 2 là 5 pi trên 6, đó. Rồi chia cho A1 cos phi 1 là căn 3 chia 2 nhân với cos của pi trên 2 cộng với A2 cos phi 2 là căn 3 nhân với cos của 5 pi trên 6. Và cuối cùng thì chúng ta thu được là tang phi của chúng ta sẽ bằng đó là trừ của 2 chia căn 3. Và từ đây chúng ta suy ra góc phi của chúng ta sẽ gần bằng là 0,73 pi, đơn vị là radian.
Vậy đến đây chúng ta suy ra phương trình dao động tổng hợp của chúng ta sẽ là x sẽ bằng là a của chúng ta vừa tính được là 2,3 này, cos của omega là 5π nhân với t rồi cộng với phi của chúng ta là 0,73π. Đơn vị của phương trình này chính là centi. Và câu 6 này cũng chính là câu kết thúc của bài số 5 tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số.